Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, vào năm Tân Sửu 2021, nam mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nam mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nam mạng. Nam mạng sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là vọng nguyệt chi mão, tức là mèo ngắm trăng. Mệnh hỏa, lư trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Mệnh lư trung hỏa gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, hỏa sinh thổ không tốt. Địa chi, mão gặp sửu bình thường. Thiên can, đinh gặp tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái âm. Vận hạn, hạn diêm vương. Vận niên, thỏ lộng nguyệt. Thái tuế năm 2021 không phạm thái tuế. Tam tai năm 2021 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021 phạm kim lâu lục xúc. Hạn hoàng ốc năm 2021 không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm Tân Sửu của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nam mạng. Sao thái âm là một các tinh mạnh thuộc hành thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sau đây là tác động của sao thái âm. Sao thái âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Sao chiếu mệnh nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Sao chiếu mệnh nữ giới sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều các lợi. Người được sao thái âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Nếu sao thái âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự. Sau này mất ánh sáng ở mão, thìn, tỵ, ngọ, trong lúc đó dậu, tuất, hợi, tý là miếu địa, vượng địa. Cung sửu, mùi có sao thái dương, đồng cung là chủ, bình hòa. Thêm các tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Thái âm miếu vượng ở cung mệnh chủ về vợ sang, có tài nội trợ, gặp được nhiều phụ nữ đẹp. Nếu có thêm văn khúc thì có thể ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc chủ về quý. Sao thái âm tối kỵ đồng cung với sao kình dương chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao thái âm ở cung tật ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, sa bì, phong thấp, can vượng, trướng nước, tật mắt. Thái âm gặp hãm địa lại thêm sát thì bị ung thư gan. Thái âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu ở gần vùng đất thấp trũng có hồ nước hoặc đường sông nước, sông rạch, khe đầm, giếng nước hoặc nơi ánh sáng ít thì tốt. Khi gặp sao thái âm, trong năm đương số thường gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 11 thì kém may mắn vì khi ấy là thời tiết trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao thái âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý của con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải biết tiết kiệm và biết cách
gìn giữ. Vận hạn năm 2021 của tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Nam Mạng. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc, vẹn toàn. Thế nhưng, nếu đau lâu, ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát Sao. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với người phụ nữ thuộc phái nữ, đặc biệt là người mang bầu, sanh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác khi gặp hạn Diêm Vương này, thường có vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, tiền bạc hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. Vận niên năm 2021 của tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Nam Mạng. Thỏ Lộng Nguyệt là thỏ vần trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh, thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp được may mắn, giải quyết được nhanh chóng, suôn sẻ. Thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt, đang thiếu người. Trong năm này, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra có tin vui, hỷ tính trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến những nơi tiệc tùng, ăn uống. Tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Nam Mạng, trong năm 2021 có phạm hạn Thái Tuế không? Trong năm Tân Sửu 2021, có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm Thái Tế, cụ thể như sau. Tuổi Sửu năm 2021 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị Thái Tuế hay còn gọi là trực Thái Tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận kẻ vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Nam Mạng, không phạm hạn Thái Tuế. Tuổi Đinh Mão sanh năm 1987, Nam Mạng, trong năm 2021 có phạm hạn Tam Tai không?
Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Đinh Mão theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Mùi. Như vậy trong năm 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng, trong năm 2021 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu chính là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là 1. Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. 2. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. 3. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. 4. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể như sau: dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoài trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu, đó là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng là 35 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Lục Xúc. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay còn gọi là kiết cũng vậy, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. 3. Tam địa sát, xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tam sát nhân, do dai đắc mệnh. 4. Tứ tấn tài, tốt. Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu. Làm nhà tuổi này là phạm, trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoàng ốc, xấu. Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Lục ốc tạo gia, bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau: lấy chỉ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoàng ốc.
Như vậy, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng, là 35 tuổi âm, không phạm hạn tuổi Hoàng Ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 vào năm Tân Sửu 2021, nam mạng chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.